Chào mừng các bạn đến với một hòn đảo nhỏ thanh bình của Côn Đảo, đảo Hòn Câu. Nơi đây nằm trong khu bảo tồn rùa biển thuộc vườn quốc gia Côn Đảo. Cuộc sống trên đảo cũng nhộn nhịp lắm đó nha. Chúng ta ghé ngang thăm hồ ấp trứng rùa một chút. Nghe lạ tai phải không các bạn? Nhưng bây giờ tôi chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Một lát nữa chúng ta sẽ quay lại đây và các bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn nha. Có một điều thú vị là dù gọi là đảo Hòn Câu, nhưng ở đây câu thì không có cây nào, mà dừa thì lại có rất nhiều. Các bạn cứ nhìn cách anh chàng này leo qua hái dừa xem, rất chuyên nghiệp phải không? Một ngày canh rùa đẻ trên đảo thường bắt đầu từ sau bữa cơm chiều. Đây là dấu vết một rùa mẹ để lại. Đi theo để xem một rùa mẹ đẻ trứng như thế nào nha. Bước đầu tiên là chọn chỗ và đào lỗ. Như các bạn đang thấy, rùa mẹ sử dụng hai chiếc vây sau như hai cánh tay để đào lỗ và xúc cát, rất là khéo léo. Sau khi hài lòng với cái lỗ đã đào, thường là sâu 50-60cm, rùa mẹ sẽ bắt đầu đẻ trứng. Thời gian trung bình một lần rùa mẹ đẻ trứng là từ 30-60 phút, tùy theo số trứng mà rùa mẹ đẻ trong lần đó. Thông thường trung bình là 50-100 trứng. Cá biệt cũng có trường hợp khoảng gần 200 trứng. Sau khi đẻ xong, rùa mẹ dùng hai vây sau để lấp tổ trứng, ngụy trang một cách khéo léo và trở về biển. Cũng có nghĩa là hoàn toàn phó mặc những quả trứng của mình cho mẹ thiên nhiên. À, trong trường hợp này là cho các anh kiểm lâm. Trong đêm, có thể có nhiều cá thể rùa mẹ cùng lên bãi đẻ. Sinh con quả thật là một công việc khó nhọc đối với các bà mẹ rùa. Một lần đẻ trứng như vậy kéo dài từ 2-3 tiếng và mất rất nhiều sức lực. Sau khi rùa trở về biển, trứng rùa sẽ được các anh kiểm lâm đào lên và mang về. Bây giờ chúng ta quay trở về hồ ấp trứng rùa nha. Đây là nơi trứng đào lên từ tổ của mẹ rùa, được mang về hồ chôn để ấp, theo dõi và bảo vệ. Mỗi tổ được đánh dấu bằng một thanh tre. Trên đó ghi ngày, tháng và số trứng. Đây là tổ kỷ lục của Hòn Câu, số thứ tự 107, ngày 18 tháng 6, 146 trứng. Đây là những tổ đã nở, được làm sạch chuẩn bị ấp trứng mới. Và đây là những tổ sắp nở, được bảo vệ bằng những chiếc rổ như thế này. Rùa con thường nở vào ban đêm, khi khí trời mát mẻ hoặc sắp mưa bão. Rùa con mới nở căn cứ vào tiếng sóng biển và nguồn sáng để định hướng và trở về biển.
Khi thả rùa con, bắt buộc phải thả từ trên bờ cát để rùa con định vị được vị trí. Sau này lớn lên sẽ lại trở về nơi này đẻ trứng, quay tròn một vòng tuần hoàn duy trì nòi giống. Theo thống kê, 1.000 con rùa con thả về biển sau 15 đến 30 năm, có thể chỉ có một con sống sót để quay về đẻ trứng.